Xin chào các khán giả của Hậu Trường Thể Thao. Ngày hôm nay rất vui khi chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Câu Chuyện Hậu Trường của chúng tôi, chỉ được phát sóng vào 20:30 các tối trong tuần. Bên cạnh tôi ngày hôm nay đó là hai vị khách mời vô cùng quen thuộc, đó là nhà báo Chí Công và phóng viên Minh Quân. Chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay khởi đầu sẽ nói liên quan đến một từ rất là đơn giản, đó là tiền. Có lẽ là nhiều cổ động viên cũng đặt ra những cái câu hỏi rằng là các cầu thủ khi mà lên tập trung đội tuyển quốc gia chúng ta, họ có những cái khoản hỗ trợ nào không từ liên đoàn hay là từ FIFA. Vậy nên em cũng muốn anh Chí Công, là một người đã đi theo đội tuyển rất nhiều, anh có thể giải đáp một chút những cái thông tin về việc là các cầu thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia họ có một cái khoản hỗ trợ nào không? Trước tiên thì chúng ta có phải nói thế này là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chúng ta thu nhập những cái gì? Thứ nhất là họ nhận được lương và chế độ đãi ngộ của câu lạc bộ chủ quản. Tức là họ ký hợp đồng 1 năm, 2 năm hay 3 năm thì họ đều nhận được những khoản lương dựa theo việc họ đã đàm phán hợp đồng với cả các câu lạc bộ chủ quản. Ngoài ra thì ở Việt Nam chúng ta thì khoản tiền lót tay luôn luôn là một khoản tiền đổi đời cho các cầu thủ. Bởi vì mỗi 1 năm ký hợp đồng chuyên nghiệp như vậy họ có thể mang về từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. Thậm chí là có nhiều cầu thủ đặc thù là 5 tỷ đồng 1 năm và họ thường ký hợp đồng 3 năm như vậy. Tức là họ đã bỏ túi gần 15 tỷ đồng rồi. Cho nên là về cơ bản cái nguồn thu nhập chính của họ các cầu thủ này nó hướng về câu chuyện là câu lạc bộ nhiều hơn. Tuy nhiên ở cấp độ quốc gia thì sẽ giúp cho họ cái điều gì? Thứ nhất là về danh vọng, về kết quả, về thành tích. Đây cũng là một sự cộng hưởng để cho họ có thể nhận được những bản hợp đồng quảng cáo từ các doanh nghiệp, từ các đối tác. Và đặc biệt hơn, họ sẽ làm dày cho mình cái CV để khi mà đàm phán với câu lạc bộ ở đợt hợp đồng tiếp theo hay một câu lạc bộ khác, họ có thể đàm phán một mức lương cao hơn. Nói ví dụ thế này, chúng ta cũng đơn giản hiểu rằng là nếu như chúng ta đi học sinh giỏi cũng vậy, học sinh giỏi của đội quốc gia ấy, thì cái chế độ của chúng ta vẫn có, nhưng đấy không phải là thu nhập chính của một cầu thủ. Điều quan trọng là họ sẽ lấy được điều gì và danh nghĩa thế nào để có thể có những cái khoản thu tiếp theo thôi. Với cá nhân tôi thì tôi cũng đã đi đội tuyển U23 và đội tuyển U16 Việt Nam, thì tôi cũng nhận ra được rằng là tất cả các thành viên của đội tuyển U16 và U23 Việt Nam, tức là tương đương nhau, sẽ nhận một con số khoảng tầm 20 đô la một ngày. Và cứ 10 ngày một thì bọn mình sẽ nhận được khoảng tầm 200 đô. Con số này có thể sẽ được tăng lên ở cấp độ cao hơn. Ví dụ như U23, U16 hay là U19 hay là đội quốc gia. Mỗi một đội tuyển sẽ có một cái chế độ đãi ngộ sao cho phù hợp. Thông thường thì các cầu đội tuyển trẻ họ sẽ nhận một chế độ như mình đã nói rồi. Khoảng tầm 1 tuần hoặc là 10 ngày sẽ nhận 200 đô. Và thông thường một chiến dịch như vậy sẽ nhận được 400 đô. Tính ra thì Việt Nam là 400 đô. Con số này chưa bao gồm tiền mà mọi người, các cầu thủ được hưởng một cách chính đáng. Đó là chế độ liên quan đến ăn uống, sinh hoạt, khách sạn, bla bla khi mà họ sang một nước ngoài thi đấu. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng là chế độ nếu tính ra cho một chiến dịch ấy, nó chỉ khoảng 9-10 triệu về mặt công tác phí như vậy thôi. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng đấy cũng con số cũng tương đối là ổn so với mặt bằng chung về thu nhập của người dân bình thường ở Việt Nam. Vì hiện tại là mức lương thu nhập trung bình của người Việt Nam bây giờ đang là dao động số là 10 triệu đồng. Thì một chiến dịch như vậy chỉ có dài khoảng tầm 1 tháng cũng đã mang về cho họ 9 triệu đồng tiền công tác phí rồi. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các đối tác cũng hoàn toàn sẽ thưởng cho các cầu thủ Việt Nam nếu như họ có một trận đấu hay, một kết quả tốt. Chưa kể câu chuyện tiền thưởng của giải đấu nếu như họ có thể vào đến bán kết, chung kết hoặc là vô địch. Cho nên thông thường một chiến dịch như vậy, một cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam có thể mang về, bỏ túi về khoảng tầm 10 đến 15 triệu đồng. Con số không hề nhỏ chứ ạ. Trong một giải đấu. Trong một giải đấu. Còn cấp độ đội tuyển quốc gia có thể dao động từ 15 đến 20 triệu hoặc 30 triệu. Tất nhiên đây là con số tối thiểu thôi. Họ nếu như giành chiến thắng một trận đấu nào đó hay, họ có thể vô địch thì tôi nghĩ hoàn toàn con số lớn hơn rất nhiều. Chúng ta lấy đơn cử như câu chuyện của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Thì một cầu thủ tối thiểu không thi đấu cũng nhận về khoảng tầm ít nhất là 1-2 tỷ đồng. Cầu thủ cao điểm như Quang Hải có thể kiếm đến 7-8 tỷ đồng. Chưa kể đến câu chuyện liên quan đến doanh thu khi họ kiếm được từ quảng cáo nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là cống hiến cho đội quốc gia Việt Nam thì họ vẫn có một chế độ đãi ngộ phù hợp theo yêu cầu và quy định mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam được phép chi, dựa trên cái quy định pháp luật hoặc là dựa trên những cái quy định mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã đưa ra trình lên nhà nước. Đấy là cái tiêu chuẩn của vận động viên. Ngoài ra thì họ có sự danh dự, sự vinh quang từ tuổi quốc gia. Bên cạnh đó thì họ có thể thành cầu nối để họ có nhiều nguồn thu hơn mà họ có thể không nghĩ đến. Ví dụ như quảng cáo nó chơi hay, một hợp đồng chất lượng từ câu lạc bộ. Cho nên tôi nghĩ rằng là nó có quá nhiều điều lợi ở đây và chẳng có điều gì mà các cầu thủ mà không phải đấu cả.
đúng không ạ? Tức là việc các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia chúng ta không chỉ họ sẽ cống hiến cho Tổ quốc, họ cũng có những khoản chi phí để coi như là khích lệ tinh thần của họ. Tức là đến từ Liên đoàn bóng đá của Việt Nam cũng như là đến các ban tổ chức của các giải đấu, họ cũng có những cái khoản thưởng nhất định cho các cầu thủ nếu như họ thi đấu tốt. Đối với Quân thì có thể thấy là chúng ta đã quen với cái việc là bóng đá Việt Nam tới giờ của Park Hang-seo rất là quen với cái việc nhận thưởng cho các giải đấu, thì theo em tìm hiểu thì cái cách chia thưởng của chúng ta như thế nào, nói một cách chung, chúng ta thì không thể biết rõ được là ông A ông B nhận được bao nhiêu tiền, nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng biết là cách chia thưởng của đội tuyển Việt Nam như thế nào dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đầu tiên thì em sẽ nói đôi chút về cái việc mà các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Thì đầu tiên thì mỗi cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, hay U23 Việt Nam hay U19 Việt Nam, đều là những sự vinh dự rất là lớn đối với họ. Và đây cũng đội tuyển Việt Nam chỉ ở trong màu áo đội tuyển quốc gia thôi, thì mới giúp danh tiếng của các cầu thủ này được biết đến hơn với người hâm mộ. Và từ đấy các cầu thủ có thể nhận về những hợp đồng quảng cáo, nhận về cái mức lót pay lớn từ câu lạc bộ. Thậm chí là có cái thời điểm mà một cầu thủ nào đó của Sông Lam Nghệ An, theo em biết, là sau khi cầu thủ này được lên đội tuyển U23 Việt Nam và khi trở về câu lạc bộ, lương của cầu thủ này đã tăng lên gấp 2 cho đến gấp 3 lần. Và về cái việc mà chia thưởng ra sao tại thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì chắc chắn là như anh Bình nói, là chúng ta sẽ không thể biết nào được là ông A nhận bao nhiêu, ông B nhận bao nhiêu. Tuy nhiên thì theo em nghĩ là cái mức tiền thưởng này sẽ chia theo khoảng 3 cấp độ. Cái thứ nhất là dành cho các thành viên ban huấn luyện, ví dụ như những cái vai trò chính như huấn luyện viên Park Hang-seo, ví dụ như huấn luyện viên Lee Jong-jin, thì sẽ nhận một cái khoản tiền tương đối là xem nhau. Sau đó là đến các cầu thủ đá chính, các cầu thủ nòng cốt thi đấu tại đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, thì sẽ được nhận khoản tiền cao hơn so với những cầu thủ dự bị. Và những cầu thủ dự bị, từ dự bị cho đến những cầu thủ mà chưa ra sân trận đấu nào, thì họ sẽ nhận khoản tiền là ít hơn. Như vậy là bạn Quân cũng nói rõ chúng ta được cái cách mà các đội tuyển Việt Nam chia thưởng sau mỗi giải đấu. Thực ra thì cái khoản tiền thưởng khi mà chúng ta nhận có thể nhìn thấy rất là nhiều, nhưng mà khi mà chia nhỏ ra thì có rất nhiều các vị trí khác nhau ở trong đội tuyển, không chỉ các cầu thủ thi đấu cũng như là các huấn luyện viên, bên cạnh đó là những người mà hỗ trợ theo đội tuyển, những cái đội ngũ hậu cần, kỹ thuật, họ cũng đều có những cái mức thưởng cụ thể được chia theo những cái barem mà chúng ta đề ra từ trước. Đấy là chúng ta nói qua về câu chuyện là một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam khi mà lên tập trung đội tuyển quốc gia thì chúng ta có được những quyền lợi về mặt tiền hỗ trợ, bên cạnh đó là câu chuyện là chia thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ trở về với câu chuyện bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây, đó là câu chuyện nợ lương đã xảy ra, thực ra thì cũng xảy ra cũng quá lâu rồi, xảy ra rất nhiều lần, rất nhiều đội bóng, nhưng mà bây giờ nổi bật nhất đang là câu chuyện của Khánh Hòa, họ cũng đang lao đao để tìm ra cái phương án để lấy lại được cái số tiền mà họ bị nợ, nhưng mà có lẽ là vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Thì vậy anh Công có lẽ là người theo sát cái câu chuyện này, anh có thể chia sẻ một chút là cầu thủ Khánh Hòa họ đã phải chịu cái khó khăn này được bao lâu rồi và cái vấn đề đang nằm ở đâu? Theo như những thông tin mà trên báo giới của Khánh Hòa, báo Khánh Hòa họ cũng đưa chia sẻ, thì thực ra các cầu thủ sẽ nợ những cái khoản tiền lương tầm và cả tiền giày nữa, tôi nhớ không nhầm, tiền giày, tiền lương thì là tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tôi không nhớ cụ thể là con số bao nhiêu, nhưng mà cái câu chuyện nợ nó là nợ đọng trong thời gian dài. Và đây là điều mà không phải duy chỉ Khánh Hòa đâu, đã có nhiều đội bóng trong quá khứ chúng ta cũng đã phải trải qua như vậy rồi. Và thông thường ấy, thì chúng ta phải thừa nhận với nhau như này, bóng đá Việt Nam chúng ta rất cố gắng là một chuyên nghiệp, nhưng cái sự chuyên nghiệp này nó vẫn dựa trên nguồn tài chính, nguồn năng lực tài chính mà từ phía các đối tác liên quan đến tài trợ cho đội bóng họ giúp thôi, ngoài đó là ông bầu nữa. Cho nên là cái sự đồng hành này nó có thể sẽ không được bền vững. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra các đội bóng đấy họ không sở hữu trực tiếp câu lạc bộ, ở đây là các câu lạc bộ trực thuộc là vẫn là quyền quản lý của tỉnh, của địa phương, của thành phố, và các câu lạc bộ sẽ có công ty phụ trách cho các đội bóng đó, nó giống như ở Hà Nội hay giống như ở kia thôi. Nhưng mà việc cái công ty một thành viên phụ trách về đội bóng ấy, trách nhiệm hữu hạn này mà phụ trách định về danh nghĩa đội bóng ấy để có thể tiến chuyên nghiệp ấy, thì hoàn toàn có thể là bung bất cứ lúc nào. Và cái hình chúng ta nhìn thấy cái cách giải quyết nó khá giống trường hợp của Cần Thơ hay trường hợp của Quảng Ninh ấy, tức là khi một công ty không thể hoạt động được thì họ sẽ rơi vào tình trạng là ngừng hoạt động vô thời hạn và dẫn đến trước câu chuyện là đến phá sản khi mà họ không đảm bảo được hoạt động kinh tế cho cả một tập thể. Thì câu chuyện Khánh Hòa nó đến mức độ đấy không thì chúng ta chỉ có chờ vào cái tương lai là liệu có giải quyết được hay không. Nhưng theo những cái diễn biến mới nhất tôi nhận được thì là Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban Nhân dân thành phố Khánh Hòa nó riêng ấy
là cũng đang cố gắng để giúp cho huy động một khoản tiền là đến 20 tỷ đồng để giúp cho đội đơn vị liên quan đến phụ trách đội bóng này, rồi đơn vị tài trợ cho đội bóng này, và cả đội bóng có một cái nguồn thu nhất định để có thể là trang trải. Nhưng con số 20 tỷ này chúng ta nhìn nhiều không ạ? Quá nhiều. Quá nhiều, nhưng nó không phải là gì về bóng đá cả. Một năm một đội bóng có thể phải vận hành từ con số tối thiểu là 50 tỷ đồng cho đội 1. Chúng tôi chưa nói câu chuyện là ngân sách cho đội trẻ nhé. 50 tỷ đồng là tối thiểu. Con số này bắt đầu dao động từ 50 đến 60. Có những đội bóng phải lấy 100. Có những đội bóng là 120 tỷ. Tôi nhớ tối đa có thể là 120 tỷ. 120 tỷ cho một tập thể đội bóng, một con số rất lớn. Chúng ta nên lấy ở doanh nghiệp của Việt Nam bây giờ ấy, để vận hành một cái năm vận hành, tôi nghĩ chỉ tầm 10 tỷ đổ lại là đã là vận hành được rồi. Nhưng với bóng đá là như vậy, một môn thể thao tốn rất nhiều tiền. Thật sự như vậy, tốn rất nhiều tiền và chưa chắc là đã đổi lại được. Có những doanh nghiệp họ đầu tư cho bóng đá đơn thuần, họ thực hiện trong nghĩa vụ cho địa phương, và địa phương sẽ trả lại cho họ một cái quyền lợi nó nhất định trong việc khai thác về mặt dịch vụ, khai thác về mặt kinh doanh, khai thác về mặt địa chất, để có thể là có sự cân bằng, cân đối giữa việc một nguồn thu và nguồn chi. Chúng ta nên nhớ rằng là một đội bóng như Nam Định hay Khánh Hòa, Sông Nghệ An, họ phải chi 60-70 tỷ đồng, thì đồng nghĩa ngược lại, cái công ty đó, cái doanh nghiệp đó khi quản lý đội bóng đấy, họ cũng phải có một con số tương đương về nguồn thu đưa trở lại, thì nó mới ít nhất là không lỗ. Chúng nó là lãi nhé, là không lỗ đã. Thì tôi thấy rằng là nếu như trong trường hợp mà doanh nghiệp đấy họ không đủ khả năng để năng lực tài chính, cùng với đó là họ cũng không thể hoạt động tốt trong giai đoạn khó khăn như bây giờ, ảnh hưởng Covid-19 rồi ảnh hưởng của nền kinh tế xã hội thế giới nữa, thì tôi thấy rằng là cái chuyện mà nhiều đội bóng lúc này, không chỉ Khánh Hòa đâu, lao đao là điều mà chúng ta đã dự đoán rồi. Có chăng là các cầu thủ, các đội bóng hay là kể cả ban huấn luyện cũng cần phải có một sự chung tay vào giải quyết được từng câu chuyện một. Tôi nhớ không nhầm là gần đây đội Thanh Hóa cũng đã trải qua một giai đoạn khó khăn như thế, và bản thân câu lạc bộ Thanh Hóa thì lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa cũng đã phải chạy vạy, cũng phải đi tìm kiếm các nguồn khác nhau để có thể có một nguồn thu nhất định để có thể giải quyết câu chuyện chế độ cho các cầu thủ đã. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là bây giờ cứ một cầu thủ 10 triệu đi, một tập thể có tới 50 con người, 500 triệu rồi, không phải ít tí nào cả. Tức là câu chuyện ở đây đó là các câu lạc bộ của Việt Nam chúng ta cũng cố gắng duy trì hoạt động nhưng mà vẫn dựa nhiều nhà tài trợ. Và vâng, nếu như nhà tài trợ họ không có đủ cái sự đáp ứng được cái mức lương hay là đúng không, cái quỹ lương hay quỹ thưởng, thì có lẽ câu lạc bộ chỉ chờ vào tỉnh thôi, và nếu mà tỉnh còn cũng không có thì coi như là môn thể thao đấy là một môn không có xuất hiện trong vâng tức là một môn bóng đá như kiểu bóng đá chết, tức là vâng, không thể duy trì hoạt động được nữa. Đó là về việc câu lạc bộ Khánh Hòa đang nổi lên trong thời gian gần đây. Còn về câu lạc bộ Công Hà Nội, có thể thấy là huấn luyện viên Trần Tiến Đại, cựu huấn luyện viên Trần Tiến Đại, thì có một lần chia sẻ trong họp báo, chắc Quân cũng là người tham dự họp báo đấy, thì ông cũng có kêu rằng là đội bóng vô địch nhưng mà chúng tôi chưa được nhận thưởng. Chưa nhận thưởng thì cái thưởng ở đây nó cần phải được làm rõ là thưởng nào, thưởng và đến từ đâu. Liệu Quân có tìm hiểu kỹ câu chuyện này hay không, về cái câu chuyện là các cầu thủ Công Hà Nội họ đang kêu, đúng là cái chuyện đã xảy ra từ trước rồi và mình nghĩ là cũng sẽ đã có cái sự khắc phục rồi. Nhưng mà cái câu chuyện mà họ kêu về cái chữ thưởng đây thì thưởng đó là thưởng gì? Thực ra thì cái việc mà huấn luyện viên Trần Tiến Đại bảo là các cầu thủ Công An Hà Nội sau những cái trận thắng hoặc là sau những cái trận hòa thì các cầu thủ sẽ nhận được tiền từ ban tổ chức, thì huấn luyện viên Trần Tiến Đại có nói là các cầu thủ bị sốc sau khi là câu lạc bộ Công An Hà Nội sau những cái trận thắng thì các cầu thủ không nhận về bất kỳ một đồng nào cả, và cái số tiền này lại thuộc về ban lãnh đạo, và đến thời điểm hiện tại ban lãnh đạo chưa giải ngân cho các cầu thủ. Thì đó cũng là một cái chi tiết mà em khá là bất ngờ. Tại vì mỗi trận thắng của mỗi đội bóng tại V-League thì nó sẽ dao động vào khoảng con số tương đối là lớn, và sẽ chia đều cho các cầu thủ. Tuy nhiên đội Công an Hà Nội thì cái số tiền này lại đang nằm trong tay của ban lãnh đạo, và đến hiện tại thì các cầu thủ chưa nhận về đồng nào hết. Có thể nói là đây là một trong những cái trường hợp hiếm hoi của bóng đá Việt Nam. Em không biết là các đội bóng khác như thế nào, tuy nhiên thì ví dụ như đội Thanh Hóa, ví dụ như đội Hà Tĩnh, ví dụ như đội Sông Lam Nghệ An, sau mỗi trận đấu khi mà ban tổ chức chuyển tiền thưởng về thì các cầu thủ đều nhận được, và đều nhận được cuối tháng và mỗi cuối tháng. Trong khi đó thì Công an Hà Nội thì không. Tuy nhiên đổi lại thì chúng ta đã thấy mức lương của mỗi cầu thủ tại Công an Hà Nội là vô cùng cao. Văn Hậu có thể nói là thời điểm hiện tại là cầu thủ hưởng lương cao nhất của bóng đá Việt Nam tại sân chơi V-League, và sau đó đến Quang Hải và những cầu thủ khác. Có nghĩa là mặc dù Công an Hà Nội họ có thể sau những cái trận đấu ban tổ chức thưởng cho thì các cầu thủ này sẽ không được nhận tiền thưởng từ ban tổ chức. Tuy nhiên đổi lại thì các cầu thủ sẽ có được cái mức lót tay rất là tốt và có được một cái mức lương trong một tháng rất là tốt và top hàng đầu Việt Nam luôn. Nhưng Quang Hải và Văn Hậu với những cái tiền lương của họ trong mỗi tháng thì em nghĩ họ có thể quên đi cái thưởng đó. Đúng không? Có thể đủ cái này rồi. Tôi phải nói thêm cái này thì cơ bản là Minh Quân chưa hiểu rõ câu chuyện này.
Thực ra mà nói thì cái tiền thưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận được từ giải chức vô địch là con số 5 tỷ đồng thì họ đã chuyển về cho đội bóng và đội bóng đó đã giải ngân cho toàn bộ các thành viên rồi. Cái điều mà ông Trần Tiến Đại ông đang kêu ở đây là câu chuyện là các câu lạc bộ không tự thưởng cho đội bóng, bởi vì chúng ta nên hiểu rằng là nhìn từ 10 năm trở lại đây ấy, thì đa phần các đội bóng đều nhận hai mức thưởng. Thứ nhất là mức thưởng từ phía ban tổ chức giải quy định, ví dụ 5 tỷ một năm, 3 tỷ một năm, 2 tỷ một năm. Con số đấy là con số mặc định rồi. Ngoài ra các ông bầu hoặc là doanh nghiệp hoặc địa phương nhà tài trợ thưởng thêm cho cầu thủ đó, thưởng thêm cho đội bóng đó thì đấy là loại thưởng thứ hai. Nhưng với câu lạc bộ Hà Nội thì họ chỉ thưởng một loại thôi, là loại từ ban tổ chức giải là 5 tỷ đồng. Và con số này tất nhiên chia nhỏ ra từng người một đấy thì nó rất là thấm, không thấm thấp ở đâu. Nó cứ dao động 20 triệu, 30 triệu này, rất là bé đúng không? Đấy, nghe 5 tỷ nghe to. Thì tất nhiên mặc định trong đầu khi mà các cầu thủ luật bất thành văn, đây là luật bất thành văn nhé, bởi vì không thưởng không sao. Thì câu lạc bộ Hà Nội họ không thưởng, và tôi nghĩ rằng họ làm như vậy là họ không sai. Chỉ có điều rằng là họ không đi giống như những đội bóng khác thôi. Đấy, và điều đó khiến cho ban huấn luyện hay là các cầu thủ cũng tỏ ra là kiểu hơi đắn đo một chút, hơi suy nghĩ một chút. Nhưng như Minh Quân nói chuẩn đấy, đấy là câu lạc bộ Hà Nội họ trả rất nhiều lương và thưởng cho các cầu thủ tiền lót tay. Tôi nhớ rằng Bùi Hoàng Việt Anh, một giai đoạn mà Bùi Hoàng Việt Anh chuyển sang từ Hà Nội FC sang Công Hà Nội ấy, bởi vì cơ bản là Công Hà Nội sẵn sàng trả cho bạn ấy con số lên đến 18 tỷ đồng. 18 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng, 4 năm hợp đồng, con số rất không nhỏ tí nào, và có thể nhận luôn một nửa số tiền đó ngay trong năm đầu tiên. Và số tiền đấy thì đã được Bùi Hoàng Việt Anh giải quyết những câu chuyện liên quan đến cá nhân bạn ấy. Đấy, thì đấy là một cái mà mình nghĩ rằng là không nhiều đội bóng có thể làm được. Trước kia chỉ có một trường tiền lệ là Viettel đã từng có một cục rất lớn mà Quý Ông Hải có thể nhận được luôn. Thì cái câu chuyện giải ngân theo lót tay mà trả luôn ấy là điều cực kỳ hạnh phúc của các cầu thủ đấy. Chúng ta hiểu rằng là nghe thì rất cao, khoảng 20 tỷ một hai mùa, ba mùa ạ. Nhưng 20 tỷ ba mùa đấy chia ra mỗi tháng khoảng 200 triệu thì mọi người thấy nó vỡ như nào ạ. Nhưng ở đây là họ trả cả cục, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái để ghi nhận. Với Công Hà Nội thì đến bây giờ tôi nhìn lại suy xét tất cả mọi thứ, họ chỉ là họ không trả thưởng thêm như những đội bóng khác thôi. Còn về quy định, họ làm như vậy là họ đã làm hoàn toàn chính xác. Khi họ giải quyết đúng theo quy định điều lệ giải, họ nhận tiền, họ giải ngân cho những cầu thủ tương xứng với mức thưởng được quy định bởi câu lạc bộ. Nên ở đây chúng ta không thể trách Công Hà Nội được. Có trách là đội bóng này không giống, họ không giống như các đội bóng khác thôi. Đấy là cái mà tôi phải nói thêm với chỗ Minh Quân, bởi vì nếu mà Quân nói như vậy thì nhiều khi đội Công Hà Nội sẽ phản ứng ngay. Đấy đúng không ạ? Nên hợp lý là chúng ta phải nói từng đoạn một, để cho với câu chuyện tiền lương và thưởng rất nhạy cảm. Thực ra là ngoài cái câu chuyện mà câu lạc bộ Công an Hà Nội họ nhận được 5 tỷ cái tiền trong vô địch, họ có được thưởng trong các trận đấu, họ thì có được thưởng. Sau những cái chiến thắng của họ, sau những cái trận hòa thì chắc chắn họ có được thưởng, họ có được họ thưởng. Sẽ có được thưởng. Cái này họ có được thưởng, mà cái là cái mà cơ bản họ không công khai trên báo giới thôi, còn họ vẫn được thưởng. Đây là cái mà mình không nói muốn nói sai Công Hà Nội, có những cái gì mà họ nói đúng, họ làm đúng thì mình nhận, có những cái mà họ chưa làm khác, họ làm khác so với các bên khác thì chúng ta cũng phải rõ. Nhưng mà như em thấy thì ở bóng đá Việt Nam có một câu chuyện, đó là các lãnh đạo của đội họ thường treo thưởng trong từng trận đấu, những cái trận đấu quan trọng. Thì theo anh đây có phải là câu chuyện chuyên nghiệp hay không, hay là đây nó có mang cái chiều hướng đó là phải có tiền thì tôi mới đá hết sức? Đúng, đấy là một cái chiều hướng mà tôi nghĩ là nó không chuyên nghiệp. Tôi nghĩ không chuyên nghiệp, mà nó không chuyên nghiệp cho tất cả mọi ngành nghề. Ở đây ví dụ như trường hợp là Minh Quân đấy, vào hay anh thưởng cho Minh Quân 10 triệu. Nhưng hôm sau Minh Quân bảo em không viết bài hay thì anh không thuế 10 triệu, em mới cố viết bài hay đúng không? Lúc đầu ngay phải rất tích cực, nhưng về sau nó sẽ tâm một cái tâm lý là dễ bị nùng chiều. Đúng không ạ? Dễ bị nùng chiều, bây giờ tôi không viết bài, tôi phải không có thưởng thì sẽ không làm nữa. Không thưởng không làm nữa thì liệu rằng là nó có hợp hay không? Trong khi đấy thì quy định của cầu thủ là cầu thủ đã ký hợp đồng chuyên nghiệp, họ phải ra sân bằng cái sự chuyên nghiệp của mình. Kể cả không có thưởng thì họ vẫn phải chơi bóng bằng hợp đồng chuyên nghiệp của mình chứ. Ở nước ngoài họ có một cái rất rõ ràng là những cái liên quan đến tiền thưởng ở những hạng mục khác nhau, ví dụ trận đấu này hay được chấm bao nhiêu phần trăm tiền, ghi được bao nhiêu bàn được bao nhiêu phần trăm, giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất tuần bao nhiêu, xuất sắc nhất tháng được bao nhiêu, có nghĩa họ quy định bằng hợp đồng. Nhưng với câu chuyện ở Việt Nam chúng ta là thưởng không theo hợp đồng, và cái thưởng không theo hợp đồng này thì nó sẽ kéo ra rất nhiều cái khác nhau. Tôi chưa nói câu chuyện về thuế nhé, tôi chưa nói câu chuyện liên quan đến là một số những cái bất ngờ thưởng như thế, thưởng họt chi và các đội khác sẽ nhìn vào. Thì tôi thấy rằng là ở góc độ nào đấy thì nghe thưởng như vậy thì chúng ta phải rất thích thú, vì người Việt Nam chúng ta rất thích thưởng. Chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc là chúng ta phải một cái lông cứng cả, chúng ta luôn luôn muốn thưởng chứ. Nhưng cái thưởng này tôi nghĩ phải nó phải đúng một cái theo đúng quy định. Ví dụ anh Quang Hải ghi 10 bàn, tôi thưởng cho anh 500 triệu. Nó sẽ rất khác câu chuyện là anh Quang Hải ghi một bàn rất hạn đẹp vào lưới C1, tôi thưởng anh 500 triệu được. Nó như vậy là câu chuyện vống lên của một nhà ông bầu khi mà ông bầu lúc đấy đang hứng thú. Nhưng hứng thú của ông bầu đấy có hiện ra thường xuyên hay không ạ?
Và tôi nhớ không nhầm là đã có giai đoạn mà Sông Lam Nghệ An cũng từng tranh cãi chuyện này khi mà thưởng không theo từng trận đấu, từng trận thắng. Thì đây là một cái mà nó vốn dĩ đáng lẽ ra ngay cả khi câu lạc bộ họ không thưởng mà thì cầu thủ vẫn phải có trách nhiệm làm đảm bảo chứ. Nên cá nhân tôi nghĩ rằng câu chuyện này nó không chuyên nghiệp và nó dẫn đến một hệ lụy chung là các đội bóng nhìn nhau và điều đó khiến cho các ông bầu rất áp lực. Trong khi đấy cái khoản 5 tỷ, 10 tỷ đấy tôi nghĩ là đầu tư bóng đá trẻ có thể duy trì trong đến 2-3 tháng, thậm chí nếu mà làm chắc chiêu đến nửa năm. Đối với con thấy cái quan điểm này nó như là một cái sự hơi thiếu chuyên nghiệp, mình nghĩ là như thế. Em cũng nghĩ là như vậy, tại vì cái trường hợp này đã xuất hiện nhiều tại Việt Nam nói riêng, khu vực Đông Nam Á nói chung. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây chúng ta thấy Hà Nội FC họ thi đấu những cái trận đấu tại V-League hay là những cái trận đấu tại FC Champions League, bầu hiển thường thường là ông ta không thưởng trước trận đấu đâu. Sau trận đấu thì nếu như các cầu thủ thể hiện được cái màn trình diễn tốt, đội bóng mang về lại cái thắng lợi thì bắt đầu bầu hiển với chi ra một khoản tiền để thưởng cho các cầu thủ. Thì đó cũng là một cái sự chuyên nghiệp của bầu hiển, có nghĩa là cầu thủ này anh ta khi vào sân anh ta phải thể hiện tốt, không suy nghĩ về mặt lương thưởng trước, vào sân là phải thể hiện tốt thì sau trận thì cầu thủ đó mới được nhận thưởng. Còn về bóng đá châu Âu thì làm gì những đội như Barca, Real, MU ấy kiểu làm gì có chuyện là trận này MU thắng nhá, lọt vào tứ kết C1 nhá, ngược nhà Glazer thưởng cho 500 triệu bảng Anh mỗi cầu cho cả tập thể, làm gì nó không, bóng đá thế giới họ không có chuyện đấy. Và trong cái đấy thì chúng ta cũng nhìn sang bóng đá Thái Lan, dù gì chúng ta nói về cái sự không thực sự quá là chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam khi các ông bầu tại Việt Nam họ thưởng quá nhiều trước trận đấu, thì chúng ta cũng nhìn sang về Thái Lan họ cũng làm điều tương tự mà. Bà Madam Pang, trưởng đoàn của bóng đá Thái Lan ấy, thì trước mỗi cái trận đấu ấy, bà treo thưởng túi Gucci, Chanel, Louis Vuitton và thậm chí là iPhone 15 Pro Max trước hai cái trận đấu vừa qua gặp Singapore và Trung Quốc ấy. Thì đó cũng là cái điều mà bà Madam Pang muốn để các cầu thủ có thể ra sân thể hiện hết mình. Tại vì dù gì chúng ta cũng phải nói trong quãng thời gian qua thì gần như các cầu thủ đội tuyển Thái Lan gần như bị mất động lực liệu tuyển. Nhiều cầu thủ còn giả vờ chấn thương để có thể tránh cái việc tập trung đội tuyển quốc gia cơ. Thì ở đây thì em đang nói hai cái hoàn cảnh khác nhau. Thì trong thời điểm này thì bóng đá Việt Nam vẫn đang có xuất hiện một số những cái tình trạng như thế, là có nghĩa là các ông bầu họ sẽ chi ra một cái khoản tiền thưởng để họ thúc đẩy tinh thần của các cầu thủ là trận này thắng tôi thưởng cho các anh 300 triệu, từ đấy các cầu thủ sẽ bị ỉ lại vào tiền thưởng. Có nghĩa là trận này các anh có thể thưởng tốt, anh có thể đá tốt, anh nhận được tiền thưởng, tuy nhiên ngân sách của chúng tôi có hạn, trận sau tôi không thưởng nữa thì các anh lại trở về với cái thực tế là không đá nữa, chán à? Nó là câu chuyện con dao hai chiều, con dao hai lưỡi, và tôi nghĩ là con dao này theo chiều hậu vận ấy, lúc nào cũng sẽ là căng thẳng với chính ông bầu thôi. Chuyện là thưởng có lẽ là bàn thì sẽ rất là nhiều, nhưng mà có lẽ là thưởng chỉ nên thưởng sau một giải đấu hoặc là sau khi những cái cam kết trên hợp đồng. Ví dụ chúng ta có những cái mức thưởng khác nhau, ví dụ cầu thủ này ghi được 10 bàn này hoặc là ra sân thi đấu được bao nhiêu trận đấu thì có lẽ sẽ một cái mức thưởng nó quy ra thì sẽ tốt hơn cái việc là chúng ta cứ trao thưởng trước các trận đấu, thì bản thân các cầu thủ sẽ thành một cái thông lệ, tức là họ cứ lúc nào cũng trông chờ rằng ví dụ đây là một cái trận đấu hay và họ cứ trông chờ rằng là chắc chắn là sau trận này mình sẽ có thưởng. Thì mình cảm giác các cầu thủ nếu mà ví dụ không được thưởng thì họ là hụt hẫng và rồi. Có thể trận đấu sau họ sẽ không thể hiện được một cái màn trình diễn tốt như cái trận đấu ngày hôm nay. Thì chúng ta vừa nói qua đến câu chuyện về mặt tiền và thưởng, đó là một cái câu chuyện nằm ngoài cái câu chuyện chuyên môn mà chúng ta vẫn hay thường nói trong những cái số trước. Ngày hôm nay thì tôi sẽ nói thêm một cái vấn đề nữa, đó là liên quan đến câu chuyện hậu quần của đội tuyển Việt Nam. Mọi người có thể thấy là chúng ta xem trên TV thì chúng ta chỉ nhìn thấy màn trình diễn cầu thủ thôi, nhìn trận đấu họ đá tốt thì chúng ta khen, họ đá không tốt thì chúng ta chê, nhưng mà những cái người phía sau mà họ hỗ trợ cho đội tuyển Việt Nam thì là điều mà chúng ta không được nhìn thấy, bởi vì họ không lên truyền thông, họ cũng không được nhiều những phóng viên họ để ý quá nhiều, bởi vì là họ chỉ làm công tác rất là nhỏ thôi, nhưng mà chắc chắn là cái tầm quan trọng của họ em nghĩ là cũng không thua nhiều so với các cầu thủ đâu, bởi vì là các cầu thủ để có được cái buổi tập tốt, để có những cái trận đấu tốt thì bắt buộc họ cần phải có cái sự chuẩn bị tốt, và những cái người chuẩn bị đó là cực kỳ quan trọng. Đối với anh Công thì anh tham gia những cái đội tuyển, tham gia những cái giải đấu lớn của đội tuyển Việt Nam thì anh có thể cảm nhận được là cái áp lực từ những người hậu cần của đội tuyển Việt Nam nó có lớn không? Thực ra là thành công của tập thể nó luôn có sự ủng hộ phía sau lưng của cánh gà, mà chúng ta nhìn thấy là trên truyền hình cũng vậy thôi. Chúng ta có thể biết là diễn viên A, diễn viên B, diễn viên C, nhưng mà để họ làm được như vậy thì họ có rất nhiều những cái người hỗ trợ đằng sau họ, từ người trang điểm, từ người phục trang, rồi từ người quay phim, từ người làm ánh sáng, tất cả thứ, ngay cả bây giờ chúng ta livestream vậy thôi, đằng sau chúng ta, phía sau chúng ta là bạn trưởng, bạn ấy không bao giờ lên hình cả và chẳng ai biết bạn là ai, nhưng bạn ấy nếu không bạn ấy thì chúng ta đâu có thể talk show này được ạ. Nên là tôi nghĩ rằng là nó là sự công sức cả tập thể.
quay trở lại đội tuyển Việt Nam thôi thì như tôi đã từng đi đội tuyển U23 Việt Nam và U16 Việt Nam nhé, thì tôi thường ở phòng với bọn đội Kidman. Đội Kidman thì đội đấy là đội thường là mang những dụng cụ tập luyện về sau mỗi buổi tập này, hoặc là chuẩn bị quần áo đấu và phải đến trước trận đấu khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ này để có thể là dọn chuẩn bị cho cái phòng thay đồ đấy, quần áo các thứ mặc lên, các cầu thủ đến họ chỉ cần mặc và họ chuẩn bị thi đấu thôi. Cho nên là mình nghĩ rằng là cái vai trò đấy nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu như một ekip làm không tốt ấy thì các cầu thủ sẽ không thể có tâm lý tốt và sự chuẩn bị tốt để vào sân được. Và đấy là những cái mà tôi thấy có sự hy sinh thầm lặng ở đây. Chế độ đãi ngộ của họ với mức thưởng họ sẽ thấp hơn cho các cầu thủ. Và chúng ta nhìn thấy các cầu thủ thể trên sân rất là tốt và chúng ta đều ghi nhận, nhưng mà những cầu thủ kia, những người kia họ không đánh giá cao. Đấy là một cái mà mình nghĩ rằng nó là sự thiếu, hơi thiếu cân bằng một chút. Nhưng tất nhiên đã có những trường hợp các huấn luyện viên họ là người hiểu rõ và họ lúc nào cũng sẽ có những sự san sẻ thôi. Giống như trường hợp của ông Nguyễn Quốc Tuấn là huấn luyện trưởng câu lạc bộ, huấn luyện trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam trước kia. Anh Tuấn ấy, anh Tuấn Gia Lai ấy, thì anh ấy chính là người mà đã chia mức thưởng là cân bằng, tức là tất cả thành viên trong đội đều như nhau và đều chia mức thưởng như nhau, thấp cùng thấp, cao cùng cao, không ai tị ai cả, và đấy là một cái thể sự công bằng. Với anh nói cho một câu này, ai cũng như nhau cả, ai cũng đóng góp cho bóng đá Việt Nam cả, chả có ai là nhân vật chính ở đây cả, tất cả chúng ta đều tập trung trong nhóm chính duy nhất thôi, đó là thành tích đội tuyển Việt Nam. Anh nói câu đấy mà mình nghĩ rằng rất là thâm thía, vì chính mình là một cán bộ truyền thông, mình chỉ là người đứng sau ống kính thôi chứ mình không làm được gì cả. Nhưng cuối cùng anh nói với mình rằng là nếu như không có em làm sao có hình ảnh đội tuyển Việt Nam được, không có hình ảnh đội tuyển U16 Việt Nam được. Đấy là một cái mà mình cảm thấy rất là ghi nhận. Hay là anh nói với bác sĩ cũng vậy thôi, không có bác sĩ, không có ai người pha thuốc sủi, không có người massage thì làm sao đội thủ Việt Nam chúng ta có thể tĩnh tâm, có thể có sức khỏe tốt để ra sân được. Rồi câu chuyện của ông Park Hang-seo năm 2018 khi vào giải M150 Cup, ông đã gọi một bác sĩ là bác sĩ Phạm Văn Minh, bạn của tôi, thì ông đã trao tấm huy chương đồng cho bạn Phạm Văn Minh đấy, một sự ghi nhận. Và tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cách để cùng quan tâm, thậm chí là tôi nhớ không nhầm là năm 2018 chiến tích đấy mà nhà nước chúng ta còn thưởng cho mỗi một thành viên đội tuyển U23 Việt Nam một chiếc điện thoại, chiếc điện thoại khắc tên của người đó, thì tôi mới thấy rằng là nhà nước chúng ta còn quan tâm đến như vậy. Cho nên đôi khi việc truyền thông ấy, chúng ta có thể là người hâm mộ chúng ta chưa quan tâm, nhưng góc độ truyền thông thì tôi vẫn cảm nhận được là chúng ta nên truyền tải rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Gần đây thì một câu chuyện hơi buồn cười một chút là anh Dương Tiến Kỷ là bác sĩ Khánh Hóa bị treo giò 2 trận, hay là 1 trận thì đó bị thẻ đỏ, thì với mọi người sẽ bảo là anh này thẻ đỏ thì chả ảnh hưởng đội tuyển bóng, nhưng lập tức đội bóng bắt đầu loạn lên vì ai là bác sĩ để giúp cho đội cầu thủ được. Đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là tầm quan trọng của những người đứng sau cánh gà nó tuyệt vời lắm, mà có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều bài báo, cần nhiều video để có thể là đưa họ ra ngoài ánh sáng để người hâm mộ có thể biết được những cống hiến thầm lặng của họ. Những cái người đứng phía sau của các đội bóng họ tuy là không xuất hiện nhiều trên truyền thông, họ cũng không phải là những người ghi bàn hay là những cầu thủ tốt, nhưng mà thiếu họ thì có lẽ đội bóng sẽ cực kỳ vất vả, bởi vì là họ đóng góp rất nhiều những cái câu chuyện phía sau, không chỉ là khẩu phục cho các cầu thủ này, những cái sự chuẩn bị trong từng buổi tập, từng trận đấu. Đối với Quân thì có lẽ là Quân đã xem cái thước phim cái năm, đúng hơn là SEA Games của 2019, anh nhớ thế là năm mà đội U23 Việt Nam vô địch SEA Games tại Philippines, thì chúng ta có thể thấy là trong cái thước phim ngày hôm đó thì có thể thấy là mặc dù bộ phim dài gần 1 tiếng nhưng mà đến khoảng hơn 1/2 họ nói về những câu chuyện hậu kỳ. Thì Quân có thể chia sẻ rằng là các đội tiền trạng của đội tuyển Việt Nam họ đã chuẩn bị được những gì trước khi bước vào một cái giải đấu quan trọng như vậy, thì là SEA Games. Trước những cái giải đấu quan trọng như SEA Games hay vòng chung kết U23 châu Á, hay kể cả lên đội tuyển Việt Nam dự những cái giải đấu như vòng loại 2, vòng loại 3 World Cup, ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam họ đã phải bàn bạc với nhau, họ họp cùng nhau trong một quãng thời gian tương đối dài để đưa ra những kế hoạch, đưa ra những cái chiến lược. Ngày mai các cầu thủ tập luyện gì, ngày hôm sau các cầu thủ sẽ tập luyện gì, và các chế độ dinh dưỡng nữa, rất nhiều những hạng mục mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần phải sắp xếp, cần phải trình bày ra để có thể vận hành trong những cái đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta đã nói nhiều về các huấn luyện viên rồi, tuy nhiên chúng ta không, người hâm mộ hay là kể cả giới truyền thông họ sẽ không để quá nhiều về đến bác sĩ này, bác sĩ của đội tuyển này, huấn luyện viên thủ môn này, trợ lý, thậm chí là trợ lý của các huấn luyện viên. Em đang muốn nói đến đây là trợ lý huấn luyện viên của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Lee Jang-jin ấy. Huấn luyện viên Park Hang-seo bảo rồi, ông Lee Jang-jin là bộ não của tôi, bộ não chiến thuật của tôi, và trong những cái thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có một người đứng sau là huấn luyện viên Lee Jang-jin. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ 5 năm của huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam chúng ta không nhắc nhiều về đến vị cầm quân huấn luyện viên Lee Jang-jin này, mặc dù ở Hàn Quốc huấn luyện viên Lee Jang-jin đang là tỷ phú và đang thực hiện một cái chiến lược kinh doanh rất là thành công rồi. Tuy nhiên ông vẫn hy sinh cái công việc, tạm gác lại công việc tại quê hương để cùng huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nói là giải cứu bóng đá Việt Nam sau cái giai đoạn mà chúng ta
đang khá là nhá nhem. Và sau đó thì sau 5 năm thì chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo, sự thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo có sự đóng góp rất lớn của huấn luyện viên Lee Young-jin, và chắc chắn người hâm mộ cũng như giới truyền thông sau những trận đấu người ta hay hô vang huấn luyện viên Park Hang-seo thay người tốt quá, rồi huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo tốt quá, và huấn luyện viên Park Hang-seo giỏi quá thì giúp đội tuyển Việt Nam giành Á quân vòng chung kết U23 châu Á, giúp đội tuyển Việt Nam đưa đội tuyển Việt Nam đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên chúng ta không biết đằng sau rằng là huấn luyện viên Lee Young-jin, rồi bác sĩ, thủ môn, tất cả những người hậu cần đã phải cố gắng nỗ lực như thế nào để giúp cho một đội tuyển Việt Nam ra sân và chiến đấu mang lại thành tích tốt như vậy. Tức là ở đây thì chúng tôi muốn tôn vinh cho những người mà họ đứng sau cánh gà để hỗ trợ cho các đội tuyển quốc gia của chúng ta, từ những đội tuyển trẻ cho đến lớn hơn nữa là đội tuyển quốc gia. Thì có thể thấy là họ nắm cái phần quan trọng mà tất cả các huấn luyện viên Việt đầu tiên đến, đặt chân đến một bất kỳ một đất nước nào thì họ Việt đầu tiên họ sẽ tìm những cái ekip của mình, những cái người mà sẽ hỗ trợ cho mình, chứ không phải Việt đầu tiên là họ tìm những cái cầu thủ giỏi để xếp vào cái đội hình đá. Chúng tôi vừa nói qua đến hai cái câu chuyện nó hơi hậu cần một chút của đội tuyển, như là câu chuyện về mặt tiền thưởng, về mặt hỗ trợ cho đến những người hậu cần. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái câu chuyện là nó gần với chúng ta rồi, tức là Asian Cup thì sẽ diễn ra vào tháng 1. Và ở đây thì các đội tuyển đang có những cách chuẩn bị khác nhau để đến được cái giải đấu quan trọng này. Với cá nhân tôi thì tôi thấy là đội tuyển Việt Nam ở lần giải đấu này thì có hơi khác so với những cái lần trước của huấn luyện Park Hang-seo. Như thầy Park thì thầy dưới thời thầy Park thì thầy luôn luôn cho cái giải đấu quốc nội của chúng ta là phải nghỉ sớm, là phải nghỉ một khoảng thời gian sớm để cho toàn đội tập trung và thi đấu và tập luyện cùng nhau trong khoảng thời gian dài trước khi bước vào giải đấu chính thức. Nhưng mà dưới thời huấn luyện viên Chu Dê thì ông lại không làm điều đấy, ông lại vẫn để cho giải quốc đội tiếp tục, và chỉ đến gần sát khoảng độ cách chỉ khoảng 2 tuần thì ông mới bắt đầu gọi tập trung các cầu thủ lên. Thì theo anh em đánh giá là cái việc một đội tuyển quốc gia họ tận dụng cái khoảng thời gian cái giải quốc nội để cho các cầu thủ duy trì cái nhịp độ thi đấu nó quan trọng hơn, hay là họ sẽ cần cái khoảng thời gian để cho mọi người tập trung cùng nhau, thì theo anh Công, anh thấy cái vấn đề nào quan trọng hơn? Tôi nghĩ rằng là nếu như xét vào quyền lợi chung của đội tuyển Việt Nam ấy, thì rõ ràng là việc tập trung sớm ấy sẽ có lợi cho đội tuyển Việt Nam chúng ta. Ông Park Hang-seo đã chứng minh điều đó khi mà tập trung sớm thì mang đến thành công thế nào. Đội tuyển Việt Nam có thể có sự gắn kết tốt hơn, con người có thể làm việc nhiều hơn với ông Park, nên ông có thể chuẩn bị nhiều hơn. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là trong bóng đá hiện đại bây giờ, bóng đá thế giới bây giờ, và kể cả ông quan điểm ông Philippe Chuzier bây giờ, nó là câu chuyện cân bằng giữa quyền lợi của câu lạc bộ và quyền lợi của đội tuyển quốc gia. Bóng đá Việt Nam hay bóng đá thế giới cũng như vậy thôi, nó là sự kết hợp hài hòa của hai yếu tố: thành tích câu lạc bộ và thứ hai là thành tích của đội tuyển quốc gia. Nếu như một trong hai quá bị nghiêng về thì chắc chắn là phần còn lại sẽ không đảm bảo được, và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chung của cả nền bóng đá đó. Chúng ta nhìn thấy rằng trong gian vừa rồi khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta thành công thì ngay cấp câu lạc bộ chúng ta cũng đã có những cái khó khăn nhất định, chưa kể câu chuyện cầu thủ bị chấn thương, chưa kể câu chuyện V-League bị gián đoạn, chưa kể câu chuyện nhà tài trợ cũng chính vì thế mà đưa ra gói tài trợ nó thấp hơn so với mặt bằng chung của V-League về giá trị. Nhưng khi ông Philippe Chuzier đến thì tôi thấy có sự cân bằng hơn ở điều này. Ông không phải là một người quá vì bản thân mình để đội tuyển quốc gia được tập trung sớm. Chúng ta nhìn thấy đợt tập trung của ông Chuzier đã giảm đi ít nhất là 1/4 so với thời lượng mà so với ông Park Hang-seo rồi. Và quan điểm ông Chuzier thế này, ông luôn luôn nói rằng là cái việc thi đấu của cầu thủ ở các câu lạc bộ tương đương với việc lên tập trung đội tuyển Việt Nam. Và tại sao chúng ta phải hy sinh việc là chúng ta phải nhồi nhét thêm 2-3 buổi tập mà để cho các cầu thủ hy sinh một trận đấu chuyên nghiệp được? Tôi nghĩ rằng là một trận chuyên nghiệp quan trọng hơn một trận đấu tập chứ. Cho nên là đấy là cái mà lý do mà ông Philippe Chuzier tập trung muộn là như vậy. Đến tận ngày 28 tháng 1, tức là chỉ còn cách giải Asian Cup có chừng hơn 2 tuần, thì rõ ràng là với thời gian đấy so với những sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam là ít hơn. Nhưng chúng ta nhìn thấy rằng các đội bóng trên thế giới cũng thế thôi, kể cả đội bóng yếu nhá, họ cũng theo lịch FIFA đây, và họ có sự cân đối giữa các câu lạc bộ rồi. Thì tôi thấy rằng là tại sao chúng ta lại không làm như vậy? Chẳng lẽ chúng ta cứ phải tập trung dài chúng ta mới thay à? Và khi đấy thì người ta đặt câu hỏi rằng liệu rằng ông Park Hang-seo hay là ông Chu Jae có thật sự hay không, khi mà ông hack thời gian hơn là 2-3 tuần, trong khi đó các đội bóng khác họ chỉ có 4-5 ngày hoặc chỉ 1 tuần họ chuẩn bị thôi. Thì đây không khác gì một tràn hack thời gian cả. Cho nên mình nghĩ rằng là ông Chu Jae ông chấp nhận là hy sinh cái quyền lợi của bản thân mình, mặc dù bóng đá Việt Nam cho phép ông ý làm như thế, nhưng ông không làm như vậy để ông có thể có sự cân đối giữa các câu lạc bộ. Và các câu lạc bộ họ có thể vận hành tốt ấy, thì V-League mới vận hành tốt, mà V-League vận hành đều đặn thì cái giá trị của V-League về tài trợ, về quảng cáo mới nhiều chứ. Đấy là cái mà mình nghĩ rằng là ông Chu Jae nhìn đường dài hơn, mặc dù ông thừa hiểu rằng cái quyền lợi ông sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn nếu như đưa ra quyết định có lợi cho câu lạc bộ. Đối với Quân thì sao? Quân thấy cái việc mà
chúng ta sẽ tập trung muộn và các cầu thủ sẽ buộc phải thích ứng rất nhanh với huấn luyện viên thay vì có một khoảng thời gian dài để tập cùng nhau, để hiểu nhau. Thì Quân thấy cái vấn đề đấy nó như thế nào? Đối với em thì thời huấn luyện viên Park Hang-seo trước mỗi cái giải đấu lớn như Asian Cup hay như SEA Games thì vị cầm quân người Hàn Quốc này đã tác động lên VFF để khiến cho V-League bị hoãn khoảng 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi. Từ đấy có thể nâng cao được cái khoảng thời gian và tập trung đội tuyển nó dài hơn. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Park Hang-seo không nhìn về cái chiều về hướng câu lạc bộ. Thì trong cái quãng thời gian nghỉ đấy thì câu lạc bộ không thi đấu thì họ vẫn phải trả lương cho các cầu thủ. Những cầu thủ không được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam thì họ làm gì trong quãng thời gian đấy khi họ không được thi đấu? Thì đó chính là cái mà các cầu thủ họ sẽ có những cái không được triệu tập lên tuyển, họ sẽ có những cái bức xúc nhất định khi mà V-League bị hoãn lâu như thế và huấn luyện viên Park Hang-seo lại làm cái điều như thế để mặc dù cái lợi ích của cá nhân ông nó không cá nhân ông ấy thì không đúng mà cá nhân đội quốc gia phải thừa nhận như vậy thì ông Park thì ông có quyền lợi như vậy là đúng thôi. Nhưng mà ở đây ý tôi hiểu ý Minh Quân là dường như là ông cũng không quá để tâm vào câu chuyện mặt bằng chung V-League, mặc dù ông có một câu nói rằng là V-League cũng phải được thi đấu phát triển thì chúng ta mới nghĩ World Cup đúng không? Nhưng rõ ràng là điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc khi quyền lợi của tuyển Việt Nam đang được tăng lên thì thời gian cho đội câu lạc bộ ít đi. Và như Quân nói đấy, các câu lạc bộ để không mình trả lương, cái thời gian các trận đấu phải diễn ra dồn dập hơn và họ tìm cách để trả quyền lợi tài trợ rất nhiều yếu tố chứ ạ. Mình nghĩ rằng là điều đó khiến cho đội tuyển Việt Nam thì mãi mãi thì đã có một nhà báo hay là vài nhà báo nói rồi, đấy là đội tuyển Việt Nam lúc đấy chúng ta rất nhiều hưởng lợi nhưng chỉ là một cục diện trong khoảng tầm 30 cầu thủ thôi. Trong khi đó chúng ta nên hiểu rằng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có đến gần 900 cầu thủ. Thì 900 cầu thủ thì 870 cầu thủ còn lại làm như nào ạ? Đúng không ạ? Và rõ ràng là họ cũng nhìn vào đồng nghiệp của họ thấy thì đúng là họ giỏi thì họ lên tuyển quốc gia thật. Nhưng rõ ràng là tôi bị hy sinh quyền lợi của tôi mà. Trong khi đó các anh thì các anh có thêm quyền lợi từ chế độ đãi ngộ đội tuyển vẫn nhận lương như vậy rồi được thưởng. Trong khi đấy bọn tôi chả có lương lên đội tuyển Việt Nam, bọn tôi vẫn phải nhận cái mức lương của câu lạc bộ, thì câu lạc bộ cắt lương đi, giảm lương đi để họ duy trì thì tôi lại bị ảnh hưởng theo. Thì tôi nghĩ rằng nó là không fair. Và cái mà ông Philip Chuzier đang làm bây giờ không phải tôi tôn sùng ông Chuzier đâu, nhưng tôi thấy rằng ông đang làm để có một sự cân bằng hơn, một sự công bằng hơn để các câu lạc bộ và các đội tuyển quốc gia không bị xung đột. Đấy là cái mà có lẽ tôi hiểu ý Minh Quân là như thế. Thực ra thì cái việc đội tuyển quốc gia xung đột với câu lạc bộ nó diễn ra nhiều tại khu vực châu Á nói riêng và bóng đá thế giới nói chung rồi. Tại Thái Lan vừa qua thì trước cái giai đoạn FIFA Day tháng 10 ấy, thì hai câu lạc bộ tại Thái Lan là Bangkok United cũng như là Buriram United đã từ chối nhả người cho đội tuyển quốc gia Thái Lan vì họ đang còn vướng hai cái trận đấu tại AFC Champions League, thì đó cũng là cái quyền lợi của câu lạc bộ và họ có quyền làm điều đó mà. Còn dưới thời huấn luyện viên Philip Chuzier thì ông đã đem lại cái sự cân bằng giữa cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, đem lại cái sự cân bằng cho những cầu thủ đang thi đấu tại câu lạc bộ cũng như là các cầu thủ đang thi đấu trong áo đội tuyển quốc gia. Và em nghĩ rằng là cái sự việc mà đội tuyển Việt Nam đã tập trung quá lâu trong một cái bong bóng trong khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nó khiến các cầu thủ bị chán bóng đá. Tại vì dù gì các cầu thủ họ sau khi họ trải qua những cái đấu trường tại V-League đi thì họ cũng cần được thời gian để họ nghỉ ngơi, họ nạp lại năng lượng, họ đi chơi với bạn bè, họ đi chơi với người yêu các kiểu để sau đó họ lên được đội tuyển quốc gia, họ có thể chưa thể hiện với một cái tinh thần sung mãn nhất và có động lực cao nhất. Thì cũng giống như anh Chí Công vừa nói là trước vòng chung kết Asian Cup năm sau thì đội tuyển Việt Nam đến mãi đến 28 tháng 12 thì mới triệu tập cơ, tức là họ chỉ có khoảng hơn 2 tuần để tập luyện cũng như bước vào những cái trận đấu giao hữu trước thềm trận đấu đầu tiên tại Asian Cup. Thì em nghĩ sau từ cái thời điểm mà vòng loại 2 World Cup cho đến nay thì cho đến cái thời điểm mà đội tuyển Việt Nam tập trung thì V-League sẽ chuẩn bị trải qua được 4 vòng đấu và 1 vòng đấu quốc gia là 5 trận đấu, thì các cầu thủ cũng cần được nghỉ ngơi tại vì 5 trận đấu trong một quãng thời gian hơn 1 tháng là một mật độ khá là dày đặc. Và em nghĩ là huấn luyện viên Chuzier đã trích ra khoảng 3 cho đến 4 ngày để cho các tuyển thủ nghỉ ngơi. Em nghĩ đó là điều cần thiết để họ lấy lại động lực trước khi lên đội tuyển Việt Nam và hướng đến Asian Cup 2023. Đối với cá nhân mình thì mình cũng thấy rằng việc đội tuyển Việt Nam hội quân gần sát với cái khoảng thời gian thi đấu chỉ cách khoảng 2 tuần mình nghĩ là cũng khá hợp lý. Đây là ở đây công cụ chia sẻ, đây là một cái sự đảm bảo quyền lợi, không chỉ là đảm bảo quyền lợi cho đội tuyển quốc gia, tức là huấn luyện viên Chuzier cũng vẫn có đủ thời gian để rèn giũa các cầu thủ. Bên cạnh đó đây là đảm bảo quyền lợi cho V-League. Bản thân V-League tốt thì các cầu thủ mới có cái phong độ thi đấu tốt để lên đội tuyển quốc gia tập trung. Đây cũng là cái sự chuyên nghiệp, các cầu thủ họ thi đấu một khoảng thời gian dài, họ cũng cần có một khoảng thời gian để họ nghỉ ngơi và họ tái tạo lại cái năng lượng trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia. Bên chúng ta sẽ cùng nói tiếp đến một cái câu chuyện, đó là nhìn sang anh bạn hàng xóm đội tuyển Indonesia thì họ đã lựa chọn cái khoảng thời gian này là để đi châu Âu tập huấn. Chúng ta có thể nhìn thấy ở Đông Nam Á chúng ta đang khoảng thời gian vừa qua có 2 đội
đã lựa chọn châu Âu là điểm đến tập huấn, đó là đội tuyển Thái Lan và bây giờ là đội tuyển Indonesia. Thì cá nhân các anh đánh giá là việc mà đội tuyển quốc gia đi tập huấn ở châu Âu liệu nó có giúp ích gì nhiều không? Bởi vì là đối với cá nhân em thì em thấy rằng là có thể các đội tuyển trẻ của chúng ta đi châu Âu thì có thể là các bạn có những khoảng thời gian để làm quen những cái mới, để học tập, để và có một khoảng thời gian để cống hiến, để nỗ lực bản thân. Nhưng mà với đội tuyển quốc gia chúng ta bây giờ nó là câu chuyện tập trung vào một giải đấu, thì liệu cái việc đi châu Âu nó có phù hợp hay không, hay là chúng ta nên là sẽ tập luyện ở nhà và sẽ tìm những cái đối thủ xứng tầm để đá giao hữu, theo cá nhân anh Công? Tôi nghĩ là châu Âu là một trong những nền bóng đá phát triển, cho nên việc đi châu Âu cũng là cái gì đấy nó có lợi cho các đội thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Họ cũng có thể va chạm được với những đội bóng ở châu Âu thì tôi cũng là tốt thôi, vì cái thể chất cầu thủ châu Âu, trình độ của châu Âu nó vẫn hơn mà, thì có điều kiện đi châu Âu là tốt nhất rồi, không có gì để nói cả. Cái này là cái mà chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau, ai có điều kiện đi châu Âu đi Nam Mỹ thì tuyệt vời gì nữa. Bây giờ bảo đá giao hữu với cả một đội bóng Argentina, một đội bóng Brazil trình độ cao ấy, vẫn hơn so với chúng ta là với Lào, với Campuchia, Brunei mà. Đấy là cái mà chúng ta phải thừa nhận, là Indo và Malaysia họ có điều kiện như vậy, thì Thái Lan họ có điều kiện như vậy thì chúng ta cũng thấy hơi ghen tị một chút cho họ. Tuy nhiên thì cá nhân tôi vẫn phải nói thế này này, là chúng ta sẽ đá ở Qatar, một cái đất nước mà rất khác so với ở châu Âu. Ở châu Âu bây giờ điều kiện thời tiết nó rất khác so với điều kiện Việt Nam đó, chưa nói ở Qatar. Lúc này ở châu Âu đang khá là lạnh, tuyết rơi rồi, mưa dầm rồi, thời tiết giờ xuống khá sâu rồi. Trong khi đấy ở Việt Nam giờ là 28 độ, ở Qatar bây giờ nó khoảng 34 độ, tức là nhiệt độ đang nóng. Cho nên tôi nghĩ rằng là việc tập luyện với các cầu thủ khi mà cái môi trường nó khác ấy, nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều cầu thủ, mặc dù về lợi thế của họ là họ đá với đội bóng mạnh, nhưng cái thời tiết, cái điều kiện thi đấu lại rất khác. Đấy là cái mà các đội bóng sẽ phải điều chỉnh lại về nhập sinh học, tương đối là mệt mỏi. Thì tôi nghĩ rằng là với một giải đấu như Asian Cup thời gian tới thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đi là khá hợp lý. Chúng ta tập trung muộn, chúng ta có 2 tuần chuẩn bị ở Việt Nam, một điều kiện thời tiết nó không khác nhiều lắm so với Qatar. Tôi phải nói thật là không khác nhiều ở thời điểm này. Mặc dù bây giờ Hà Nội bước sang mùa đông, nhưng trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu bây giờ thì chúng ta cũng đang ở giai đoạn đây 29 độ C của mùa đông, tuyết không rơi mùa hè được, nhưng mà mùa hè đang ở tuyết rồi, mà mùa hè đang ở mùa đông rồi, thì chúng ta mới thấy rằng là nếu như sang Qatar nhiệt độ chỉ chênh khoảng tầm 6-7 độ C, cùng với đó là khí hậu nó sẽ hơi khô một tí, thì các cầu thủ Việt Nam ít nhất là không bị điều chỉnh về mặt sốc nhiệt. Các bạn nhìn thấy rất nhiều con chó Alaska ấy, mọi người thấy rằng khi về Việt Nam cái là sốc nhiệt không, ngày lưỡi là toi luôn. Thì đấy, chúng ta mới thấy rằng là ở môi trường châu Âu rất tuyệt vời, đẳng cấp rất tuyệt vời, đối thủ rất tuyệt vời về sân bãi. Nhưng đây là thời điểm mà khi sang châu Âu thì mọi người sẽ hiểu rằng là cái điều kiện khí hậu nó sẽ rất khác và nó khắc nghiệt hơn. Và tôi thấy rằng là việc tập luyện đây có lẽ chỉ thời gian ngắn thôi, để các đội bóng đấy phải quay trở lại một môi trường nó tương ứng với cả môi trường đang đá Qatar ấy, thì mới làm điều cần thiết. Nên tôi nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta từ ngày 28 đến mùng 5 là chuẩn bị ở Hà Nội, từ mùng 5 đến ngày 12 là chuẩn bị ở Qatar. Tôi nghĩ là nó là con số phù hợp. Có chăng là cái đối thủ của Việt Nam chúng ta là Kyrgyzstan ấy, nó ít quá. Tôi chỉ mong là được đá 2 đội. Kyrgyzstan là một đội thứ hai nữa thì chúng ta sẽ có cái sự cọ sát nhiều hơn. Thái Lan thì đá ít là 2 trận, Indo đá 3 trận cơ. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang là ít trận hơn. Cái đấy là cái tôi suy nghĩ, chứ không phải là đi nước nào đâu. Nhưng tôi đang ở Việt Nam mình thì cũng tốt mà, không phải gì nói về căng thẳng gì cả. Đối với Quân thì cái câu chuyện là đội tuyển Việt Nam lựa chọn Kyrgyzstan là đối thủ để chúng ta đá giao hữu trước thềm Asian Cup, cái tầm quan trọng của trận đấu này thì theo Quân nó quan trọng khi nào đối với huấn luyện viên Chu Dê? Chắc chắn rồi, đây là một trận đấu quan trọng và một trận đấu tập duyệt để trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào cái trận đấu đầu tiên tại Asian Cup. Và chúng ta hãy cùng nhìn sang Indonesia hay Thái Lan. Indonesia thì họ chọn sang châu Âu để họ du đấu, thì thực ra thì em không đề cao cái việc mà đội tuyển Indonesia họ chọn châu Âu đâu. Tại vì dù gì cũng phải nói là từ cái thời điểm mà đội tuyển Indonesia tập trung cho đến cái giai đoạn mà Asian Cup diễn ra thì nó sẽ nằm ở trong quãng thời gian khá là ngắn thôi, từ 2 cho đến 3 tuần thôi, và các cầu thủ phải di chuyển liên tục từ châu lục này sang châu lục họ nọ, họ sẽ vướng phải những cái jet lag và thay đổi vì thời tiết nữa, và sau đó họ di chuyển về Qatar. Thì em không đánh giá cao cái chiến lược mà cho Indonesia đi cọ sát với những cái đội bóng châu Âu. Tại vì chúng ta hãy nhìn sang Thái Lan tại FIFA Day tháng 10, khi mà họ sang châu Âu, thực ra thì 2 cái trận thua của đội tuyển Thái Lan trước Estonia với Georgia, nó theo em nghĩ thôi là nó sẽ không giúp được cho Thái Lan gì quá là nhiều điều. Và cái điều mà đội tuyển Thái Lan nhận về là sự chỉ trích của người hâm mộ sau cái trận thua mà như 8-0 hay là 8-1 trước Georgia, thì từ đó các cầu thủ sẽ nhận phải nhiều chỉ trích, áp lực từ mặt truyền thông sẽ lớn hơn. Và đó cũng là một trong những cái phần nguyên nhân em nghĩ là đội tuyển Thái Lan đã thất bại trước Trung Quốc tại lượt trận đầu tiên của vòng loại 2 World Cup. Rồi còn về đội tuyển Việt Nam thì em nghĩ là trong những trước thềm Asian Cup thì Asian Cup 2019 thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có một cái trận giao hữu ở trên đất Qatar trước khi chúng ta di chuyển sang UAE để tham dự Asian Cup 2019.
thì em nghĩ đó là một cái điều thích hợp, tại vì Qatar cũng với UAE là hai cái đất nước khá là gần nhau và có thời tiết cũng như nhau. Và vì vậy em hy vọng rằng là ở trong quãng thời gian sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có một quãng thời gian tập trung nhất định ở Hà Nội, không di chuyển đâu xa và sang Qatar đá với Kyrgyzstan. Và nếu như đàm phán được thêm đá thêm một với một đội bóng nào đó nữa thì em nghĩ đó sẽ là một cái sự chuẩn bị tuyệt vời cho thầy chó đội viên. Thực ra nếu chuẩn nhất về thời tiết thì nên vào Sài Gòn. Thực ra Sài Gòn là giống mà tôi nghĩ rằng là nó cũng không được tốn kém. Bây giờ tôi nghĩ là cái quỹ đấy có thể dồn lại để có thể là cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có thêm một cái khoản thu chi chẳng hạn, nó phù hợp ở Qatar thì tôi nghĩ tốt hơn. Chứ còn bây giờ mà bảo mình đi di chuyển nhiều nơi, tôi nghĩ là nó cũng chưa đủ tương xứng đâu. Tôi thấy là chúng ta cứ tiết kiệm một hết sức. Tôi nhớ là ở cái giải U23 châu Á năm 2018 ấy, đội tuyển Việt Nam chúng ta còn ở trong cái trung tâm đào tạo bóng trẻ, lúc đấy còn rất là còn cái cơ sở tầng nó rất là khiêm tốn, rất là khiêm tốn đấy, mà anh em vẫn tình thương mến thương, cùng vẫn có kết quả tốt mà. Nên cá nhân tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện đi châu Âu nghe rất là oai thế thôi, nhưng mà ở thời điểm này với tôi thì nó chỉ tốt về câu chuyện về mặt đối thủ thôi, còn câu chuyện liên quan đến thời tiết với tôi thì tôi nghĩ là không nên. Thật sự như vậy, anh em đi nhiều sẽ biết, bởi vì đi một quốc gia mà lệch hẳn về thời tiết ấy, nó cực kỳ mệt mỏi thế nào. Thực ra nó lệch về cả về sự múi giờ, lệch về ăn uống các thứ nữa, nên là đấy, cái ăn uống là cái quan trọng. Tôi nghĩ là cái tiền đấy mà giả sử đi châu Âu ấy, dồn tiền mua gạo cho anh em, cho anh em bay sang ăn gạo chắc chắn hơn. Với lại nên nhớ là các thứ. Indonesia họ sẽ sắp tới bước vào chiến dịch là Asian Cup, là toàn những cái đội bóng châu Á, tuy nhiên họ lại chọn những cái đối thủ đến từ châu Âu để họ thử sức. Thì em nghĩ đó là một cái vấn đề hơi vô lý. Thay vào đó thì họ nên Indonesia nằm trong một cái bảng đấu có đội tuyển Việt Nam, có đội tuyển Iraq và Nhật Bản. Thì em nghĩ là đội tuyển Indonesia họ nên lựa chọn những cái đối thủ nằm ở trong các nước lân cận. Indo đá với Hàn Quốc à? Indonesia đá với Nhật Bản, Iraq, Việt Nam. Không ạ, ý là giao hữu. Libya. Ở bóng như là châu Phi. 120 thế giới, còn áp suất xếp hạng nó thấp nữa. Tôi nghĩ rằng là thà ông Malaysia, ông Indo đá với Malaysia, hoặc đá với Philippines, hoặc cả kẻ đá với Thái Lan, tôi thấy là hợp lý hơn rất nhiều luôn. Ngoài ra thì ở trong khu vực Đông Á, Indonesia cũng gặp Nhật Bản, thì tại sao Indonesia thay vì đi Triều Tiên chẳng hạn, gặp Triều Tiên hoặc gặp Mông Cổ, Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là với Iraq thì họ có thể gặp Liban, họ có thể gặp Bahrain. Đá với Libya, 120 thế giới hạng đã thấp rồi, chớ rồi còn đá với đội bóng ở châu Phi, mà tôi nhớ không nhầm là đội hình như là Thái Lan, Nhật Bản thì đấy còn suýt nữa đá với cả Ai Cập với sao ấy mà không đá. Họ biết thừa luôn là đá với ở đội đấy thì mạnh thật, Salah các thứ rất là hay đúng không, nhưng mà nó không tương thích. Nó mà chọn những đội bóng là sẽ gặp chúng ta thời điểm đấy giờ. Nếu mà bây giờ câu chuyện World Cup cơ thì không nói. Đây nói chung là đội tuyển Việt Nam chúng ta nói thì nói, nhìn suốt cả thời gian vừa qua ấy là anh em chọn đối thủ đều là những đối thủ sát với cả cái trình độ đối thủ gần nhất. Khi đấy chúng ta làm quen dần dần nó hiệu quả. Đúng rồi, em cũng muốn bổ sung thêm một chi tiết là đội tuyển Nhật Bản. Trước thềm Asian Cup thì họ đã chọn Thái Lan, một cái đất nước mà láng giềng với đội tuyển Việt Nam, và hai cái đất nước Việt Nam và Thái Lan cũng có tương đồng những cái sự tương đồng lẫn nhau đấy, trong cái lối chơi. Đá, tôi nghĩ họ là chọn có nghĩa là Nhật Bản hay những cái đất nước hàng đầu của thế giới, họ có những cái kế hoạch đá giao hữu rất là bổ ích, rất là khoa học. Trình độ Nhật Bản thì tôi nghĩ là đủ khả năng đá Brazil và Argentina chứ. Họ đủ khả năng mời chứ. Họ chả mời đối thủ mà nó vừa phải với mình. Một là để kiểm tra đội hình, hai là kiểm tra nhân sự, ba là chọn một đối phương là phù hợp nhất để khi mà đá với đội cùng bảng ấy, họ có thể là cảm giác quen thuộc. Tôi thấy Nhật Bản họ rất là thực dụng mà họ làm quá hợp lý luôn. Còn Indonesia và Thái Lan không, đây là không phải câu chuyện gato hay là ghen tị gì cả, mà là câu chuyện là tất nhiên ông Indo và ông Thái Lan có tiền ông cứ đi thôi. Mà tôi cảm thấy rằng là thôi thì việc của họ, tôi chỉ cảm thấy là nó không hợp lý, và Việt Nam mình cũng không phải biết phải theo như vậy đó. Có lẽ là câu chuyện mà đi châu Âu tập huấn thì đội nào cũng thích, nhưng mà phải có lẽ là tùy thuộc vào khoảng thời điểm. Trước những cái giải đấu lớn thì chúng ta nên tập trung vào câu chuyện chuyên môn nhiều hơn, đó là việc để cho các cầu thủ có những cọ sát với những cái đối thủ mà nó ngang tầm với những cái đối thủ ở trong bảng đấu của họ thì nó sẽ phù hợp hơn, thay vì chúng ta cứ đam mê cái giấc mơ châu Âu là được đi đây đi đó để thi đấu. Đó là một khoảng thời gian mà chúng tôi chia sẻ với những cái câu chuyện ngày hôm nay của câu chuyện hậu trường. Những câu chuyện này thì không có quá nặng vấn đề chuyên môn, nó hơi đúng với cái tên gọi của chúng tôi là hậu trường thể thao, nó là những cái câu chuyện hậu trường của đội tuyển. Từ những cái về mặt câu chuyện tiền thưởng hay là những câu chuyện hỗ trợ chi phí, bên cạnh đó những cái người hậu cần, những người giúp đỡ đội tuyển, cho đến cái câu chuyện là lựa chọn cái cách chuẩn bị như thế nào trước khi bước vào giải đấu lớn. Rất là cảm ơn anh Công và bạn Quân ngày hôm nay đã đến để chia sẻ những cái thông tin vô cùng giá trị đến cho những khán giả của kênh Hậu Trường Thể Thao. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh Hậu Trường Thể Thao.